Chào các em, mời các em tiếp tục cùng cô đến với bài giải của bài số 7, số 8 và bài số 9, trang 42 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 3 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Trước tiên chúng ta cùng nhau đến với bài số 7. Đề bài: Cô Tâm mua 2 thùng cam. Thùng cam nhỏ có 15 quả cam, số cam trong thùng nhỏ bằng số cam trong thùng to giảm đi 3 lần. Hỏi thùng cam to, cô Tâm mua có bao nhiêu quả cam? Ở bài toán này, cô sẽ hướng dẫn các em vẽ sơ đồ như sau. Theo đề bài, cô Tâm mua 2 thùng cam là thùng cam loại nhỏ và thùng cam loại to, đúng không ạ? Thùng nhỏ có 15 quả cam. Cô vẽ như sau. Thùng nhỏ, thùng to. Thùng nhỏ có 15 quả cam. Vậy cô sẽ biểu diễn đoạn này tương ứng với 15 quả cam. Tiếp theo, số cam ở thùng nhỏ bằng số cam trong thùng to giảm đi 3 lần. Như vậy, ta có thể hiểu là số cam ở thùng nhỏ sẽ bằng 1/3 số cam ở thùng to. Hoặc cô có thể nói cách khác nữa là số cam ở thùng to sẽ gấp 3 lần số cam ở thùng nhỏ. Chúng ta cùng vẽ sơ đồ như sau này. Trước tiên cô sẽ gióng một phần bằng với phần ở trên này. Phần thứ 2 và phần thứ 3. Như vậy thùng to sẽ có số lượng cam gấp 3 lần so với thùng nhỏ. Như vậy mỗi phần này sẽ có giá trị là 15 quả, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi cùng nhau đi tìm số lượng cam của thùng to là bao nhiêu quả nhé. Lời giải: thùng cam to cô Tâm mua có số quả cam là. Phép tính 15 nhân 3 bằng 45 đơn vị quả. Đáp số 45 quả cam. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán tiếp theo. Bài số 8. Lớp 3A có 36 học sinh. Số học sinh lớp 3A bằng số học sinh khối lớp 3 giảm đi 4 lần. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh? Cùng cô vẽ sơ đồ bài toán này như sau. Sơ đồ. Theo đề bài thì lớp 3A có 36 học sinh. Cô vẽ như sau này. Lớp 3A này. Và số lượng học sinh của lớp 3A thì bằng số lượng của học sinh cả khối 3 giảm đi 4 lần. Vậy cô sẽ có khối 3, đúng không ạ? Số lượng học sinh lớp 3 bằng 36. Như vậy đoạn này sẽ tương ứng với 36 học sinh. Cô sẽ viết tắt chữ học sinh nhé. Cô gióng xuống. Số lượng học sinh của khối 3 sẽ bằng 4 lần học sinh của lớp 3A. Như vậy mỗi một đoạn này sẽ tương ứng với 36 em học sinh, đúng không ạ? Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm số lượng học sinh ở trong khối 3 nhé. Bài giải: khối lớp 3 có số học sinh là. Phép tính, cô sẽ lấy số học sinh của lớp 3A là 36, cô nhân với 4 lần bằng 144 đơn vị học sinh. Đáp số 144 học sinh. Như vậy là khối 3 có tổng cộng là 144 bạn, đúng không ạ? Tiếp tục, chúng ta cùng chuyển sang bài số 9. Đề bài: nhà Hiền có 60 con vịt. Số vịt nhà Hiền bằng số vịt nhà Minh giảm đi 3 lần. Hỏi nhà Minh có bao nhiêu con vịt? Đối với bài toán này, cô và các em cùng nhau vẽ sơ đồ đoạn thẳng như sau. Sơ đồ, số vịt của nhà Hiền là 60 con. Cô sẽ viết tắt là nhà Hiền có 60 con vịt, đúng không ạ? Và đoạn này sẽ tương ứng với 60 con vịt. Tiếp theo, số vịt của nhà Minh. Số vịt nhà Hiền bằng số vịt nhà Minh giảm đi 3 lần. Giảm đi 3 lần có nghĩa là số vịt nhà Minh sẽ gấp 3 lần số vịt nhà Hiền, đúng không ạ? Cô sẽ gióng xuống. Cô chia đoạn này làm 3 phần bằng nhau. Và mỗi đoạn này sẽ tương ứng với 60 con vịt, đúng không ạ? Và chúng ta cùng nhau đi tìm số lượng con vịt của nhà Minh nhé. Bài giải: nhà Minh có số con vịt là. Sáu mươi nhân ba bằng 180
Đơn vị con. Đáp số 180 con vịt. Như vậy cô và các em cùng nhau đã hoàn thành xong bài số 9, số 8 và bài số 7, trang 42 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 3 rồi các em ạ.